Rồi em chào anh em ha. Hôm nay shop của em về được một con hàng mini tay cục anh em. Máy đẹp xuất sắc luôn anh em ơi. Con này nào về là riêng toàn bộ anh em. Cắt luôn anh em, cộng sơn mới nha, cộng sơn xịn luôn nha. Bosco xịn nha. Máy cực kỳ đẹp anh em ơi. Anh em cần con máy mini sử dụng gia đình mà khỏe, dễ nổ thì alo em con này nha. Quá đẹp. Con này thì Nhật Bản về nha anh em. Mà em không biết sản xuất tại nước nào nha. Em cũng không thấy nó để sản xuất tại nước nào hết. Nhưng mà hàng Nhật Bản về thì tính bệnh là hàng trường xịn nha anh em. Dòng này em bán cũng rất là nhiều rồi. Nhưng mà cái riêng cái dòng này là nó không có để ở nước nào hết nè. Quá đẹp. Rồi em nhờ anh em nó nổ máy lên nha anh em. Con này em bán 1,7 triệu nha. 1,7 triệu. Bao gin 100% cho anh em, bán ra bảo hành động cơ cho anh em là 6 tháng nha. Anh em lưu ý là bảo hành động cơ nha anh em. Bảo hành động cơ là những cái thứ mà quan trọng cho động cơ, dên, bít tông, nòng, bọng nữa ha. Còn ba cái lặt vặt ở ngoài là em không có bảo hành cho anh em được ha. Anh em xài hư là anh em phải đi sửa vài chục ngàn thì anh em sửa đi ha. Rồi, tiếp nổ cho anh em coi đi. Anh em là cần liên hệ ha. Con này là 1,7 triệu nha anh em. Bao gin 100% nha.